Xin mến chào các bạn. Xin mời các bạn hôm nay sẽ cùng mình xem và trải nghiệm con xe công lông 3 bánh có cái cần đỡ vo lăng rất là độc và lạ, chở cát và chở gạch đổ ben nhé. Bắt đầu anh di chuyển. Lái máy công nông anh lùi rất giỏi. Vừa rồi các bạn đã cùng mình xem và trải nghiệm con xe công lông 3 bánh có cái cần đỡ vo lăng rất độc và lạ, chở cát, chở gạch, đổ ben. Cảm ơn các bạn đã xem video và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.